Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 84 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, Hi Viên Quang cùng với hắn như hình với bóng, Diệp Phúc mãi mãi không có cơ hội thả cái mầm họa ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ phải tiếp tục giấu Hiên Viên Như Nguyệt ở trong đó, tiến đến Ân Khư. Ân Khư này nguy hiểm trùng điệp, mang theo tiểu công chúa Hiên Viên gia có khi chính là một cái bùa bình an. Nếu gặp phải nguy hiểm, nó không chừng Hiên Viên gia chủ sẽ mang theo cấm bảo tới cứu. Một dòng ý niệm của Diệp Phúc thâm nhập vào trong Ngọc Lâu, không có hảo ý nhìn Hiên Viên Như Nguyệt, thầm nghĩ. Ân Khư nằm ở biên cương biên thủy ở phía tây Đại Hán, là cấm địa trong truyền thuyết, hung hiểm vô cùng, rất ít vũ sĩ dám tới đó lịch luyện, dù là những kẻ đứng đầu các đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đó. Bọn họ đi vội 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đi đến vùng cấm địa này. Diệp Phúc từ đằng xa nhìn thấy Ân Khư cũng không nhịn được phải giật mình kinh hãi, chỉ thấy ở trăm dặm phía trước biến thành một mảnh hỗn độn u ám cực kỳ, khắp nơi đều là những dòng khí quỷ dị khủng bố từ xa thổi đến, truyền tới những tiếng vang như tiếng gào khóc thảm thiết. Ân Khư giống như một cửa vào tối đen như mực, thi thoảng bên trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một tòa thành trì, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc tàn phá bên trong, cung điện đổ nát vô cùng thê lương. Tòa thành trì này hiện ra rồi lập tức biến mất, nhưng Diệp Phúc liếc mắt một cái nhìn ra, tòa của thành này rộng lớn hơn xa những thành trì thành thị hiện nay, rộng trăm ngàn dặm, rất là đồ sộ. Nơi cách tòa thành lớn này xa hơn có dựng một tấm bia đá cao tới ngàn trượng, trên mặt viết một chữ tội, máu chảy đầm đìa. Chữ tội này không biết là bút tích của ai, chữ khắc sâu vào bia đá, trường tồn muôn đời, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy bản thân tội ác ngập trời, khó có thể dung tha, hận không thể tự sát tạ tội. Diệp Phúc cảm thấy sởn tóc gáy, mồ hôi tuôn đầy trán. Vừa rồi hắn chỉ nhìn chữ tội này một cái, suýt nữa không nhịn nổi mà quỳ rạp xuống đất, dập đầu nhận tội. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức đồng loạt quỳ xuống, quỳ lại như máy. Chữ tội này trực tiếp đánh tan tinh thần của bọn họ, đánh dập nát tâm linh của bọn họ, làm cho bọn họ quỳ xuống, làm cho bọn họ nhận tội, làm cho bọn họ bó tay chịu tội. Lưng Diệp Phúc lạnh lẽo, mồ hôi lạnh tuôn ra. Chữ tội này vẫn chấp lên trước mắt hắn, dường như khiến hắn nhìn thấy tội nghiệp tài trời của mình. Ma ha, vô lượng ma ha. Trong tâm hắn đột nhiên lưu chuyển một đạo kinh văn, chỉ nghe một tiếng ầm, phía sau hắn từng vòng kim lân tối đen đột nhiên hiện lên, liên tục quay vòng sau đầu, phát ra từng tiếng lớn, giống như ma vương bước ra từ hoàng tuyển đi tới. Vạn ma quần tí quỳ rạp chân đất, niệm tụng ma kinh, ca hát ma âm, ca ngợi ma vương giáng lâm. Công đức kim luân, luyện bảo diệu quyết. Môn tế luyện chi pháp của Diệp Phúc này đột nhiên tự mình vận chuyển, khiến tâm tư của hắn thông thấu, đủ loại cảm giác chịu tội hóa thành hư không. Khi đối mặt với chữ tội kia, trong lòng chỉ có thưởng thức mà không còn áp lực nữa. Tấm bia đá kia chợt lóe qua, chữ tội nhanh chóng biến mất, không thấy đâu nữa. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hoảng hốt đứng dậy, hai người liếc nhau, không rét mà run. Một chữ tội này thậm chí khiến cho kẻ chưa từng làm một chuyện xấu nào như Hiên Viên Quang cũng gần như không chịu nổi mà quỳ xuống, bó tay chịu tội. Là kẻ nào có tư cách viết xuống chữ tội này, định tội một vua hoàng vương triều đây? Tống Cao Đức lẩm bẩm nói. Có tư cách định tội vua hoàng chỉ có thiên đế, chữ kia nhất định là thiên đế lưu lại rồi. Diệp Phúc thở phào một cái, tán đi công đức kim luân sau đầu, trầm giọng nói. Vừa rồi nếu không có công đức kim luân diệu bảo quyết vận chuyển đúng lúc, chỉ sợ hắn cũng sẽ quỳ xuống đất giống như Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức. Nơi này chính là thiên phạt chi địa, hoàng trụ vấn đỉnh thiên đế vị, trời xanh tức giận hạ thiên phạt xuống, trừng phạt hoàng triều đại nghịch bất đạo này. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, ngay cả chữ thiên đế để lại cũng có thể chống lại được.
e rằng không chỉ đơn giản là một phương pháp tế luyện như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ, môn tế luyện chi pháp này hắn lấy được từ trong thạch cổ thư viện của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng bốn tầng tâm pháp cũng không hoàn thiện. Rất lâu rồi, Diệp Húc chỉ gặp qua một người sử dụng loại tế luyện chi pháp này, đó chính là Kim Miêu Thần của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Có thời gian, phải giết thêm vài tên đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Ta cũng không tin là sẽ không chiếm được công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết hoàn chỉnh. Hiên Viên Quang xóa sổ, xóa sạch ảnh hưởng của chữ tội kia, trầm giọng mà nói, năm đó một trận chiến như thần thoại kia đã đánh nơi này thành đống hoang tàn. Toàn bộ quốc đô Triều Ca của Đại Thương Hoàng Triều, lãnh thổ mấy vạn dặm đều bị đánh nát. Đế quốc này bị đánh đến một thời không khác, chỉ còn lại một đống hoang tàn, tạo thành cửa động ân khư phía trước kia. Tòa thành bất ngờ xuất hiện kia chẳng lẽ chính là quốc đô Triều Ca của Đại Thương sao? Tống Cao Đức cũng vứt bỏ được ảnh hưởng của chữ tội kia, lên tiếng hỏi. Cái kia không phải là Triều Ca, mà là một cái di tích binh doanh của Đại Thương. Bên trong mai táng không biết bao nhiêu là đại phu. Quốc đô Triều Ca của Đại Thương ở trong chỗ sâu nhất trong di tích. Trừ thứ đó ra, bên ngoài Triều Ca có tất cả 800 binh doanh. Tòa vừa rồi chỉ là một trong số đó thôi. Diệp Húc dùng mình trong lòng. Một binh doanh đã đổ sộ như vậy, Đại Thương Hoàng Triều không hổ là một thời vu pháp hoàng kim mà. Hiên Viên Quang trên khuôn mặt mang theo sự thận trọng, hắn nói, cơn lốc bao phủ cửa vào ân khư kia cũng không phải là gió thường, mà là kiểu sắt âm phong. Cái loại âm phong này là sau khi vô số vu sĩ, đại vu, thậm chí là vu hoàng chết đi, nguyên thần tán loạn, sát khí trong cơ thể của họ lắng đọng, hình thành kiểu sắt phong. Trải qua hơn 5 tháng tu luyện, cái loại âm phong này có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của một gã đại vu tam thần cảnh, thân thể cốt nhục tan rã, chỉ để lại một tấm da người. Tống Cao Đức nhìn mảnh đất hỗn độn kia, không khỏi dùng mình một cái. Ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng không qua được, cái kia chúng ta sao có thể đi vào ân khư được đây? Sắc mặt Diệp Húc cũng ngưng trọng. Luồng kiểu sát âm phong này bao phủ ân khư, ở xa ngoài trăm dặm hắn cũng đã có thể cảm giác được hơi thở vô cùng khủng bố, cùng với oán niệm cực kỳ hùng mạnh. Chỉ dựa vào thân thể mình e là không thể dễ dàng ngăn cản được. Hắn vốn đã dự đoán được ân khư thương hoàng cổ mộ cực kỳ hiểm ác, nhưng chính mắt nhìn thấy mới biết được nơi đây lại hiểm ác đến mức độ này, gần đến cửa vào đã khủng bố như vậy. Hiền Viên huynh, làm sao mới có thể xông qua kiểu sát âm phong được đây? Hiên Viên Quang cười nói, theo sách cổ Hiên Viên gia ta ghi lại, có hai loại biện pháp để xông qua kiểu sắt âm phong. Loại thứ nhất là thân thể vô cùng mạnh mẽ, tu vi vô cùng hùng mạnh, có thể không để ý đến kiểu sắt âm phong mà trực tiếp xông qua. Cái loại thứ hai đó là đợi cho thời gian chính ngọ, khi đó kiểu sắt âm phong yếu nhất rồi, có thể có một tức thời gian, dựa vào tốc độ siêu nhanh mà xông vào trong đấy. Tống Cao Đức gật đầu nói, nếu như chúng ta muốn đi vào, tốt nhất là đợi đến chính ngọ, lợi dụng một tức thời gian kia mà xông qua thôi. Ba người bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, cách ân khư càng lúc càng gần. Hiên Viên Quang lắc đầu cười khổ nói, một tức xông qua kiểu sắt âm phong cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Cái luồng âm phong này rộng 800 dặm, rất ít người có thể trong một tức xuyên qua 800 dặm tiến vào bên trong ân khư được. Hiên Viên gia ta có một món bất diệt chi bảo tên là Vũ Sư Phiến, quạt một cái, giông tố nổi dậy, cuồng phong thổi quét, chẳng những lực công kích kinh người, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, đủ để đưa chúng ta bình an vượt qua mảng âm phong này. Nhưng ta chưa có tư cách sử dụng Vũ Sư Phiến. Diệp Húc mỉm cười nói, Hiền Viên huynh yên tâm, ta có một món vũ bảo có thể ngay lập tức xuyên qua 800 dặm, hẳn là không thành vấn đề được. Hiền Viên Quang nhẹ nhẹ thở ra cười nói, nếu có bảo vật như vậy, đích xác là có thể bình an vượt qua được âm phong. Ba người chạy tới cách cửa vào ân khư không xa, chỉ thấy bên ngoài ân khư có trăm tên vũ sĩ tụ tập, các loại khí tức phóng lên cao, quấy tận trời xanh, thổi tan hết các đám mây trên trời, lộ ra chỉ quang xanh ngắt, hình thành nên một hình ảnh tươi đẹp, trái ngược hẳn với sự khủng bố của ân khư. Những người này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, từ tam đan cảnh cho đến tam thần cảnh đều có. Trong những người này thì nhân sĩ chính đạo chiếm đa số, phần lớn đến từ các đại thánh địa trong cảnh nội Đại Hán. Nhân sĩ ma đạo hơi ít, dù sao nơi đây cũng là trong lãnh thổ Đại Hán. Các đại thánh địa ma đạo cũng không dễ ồ ạt tiến vào, nhưng người của các đại thánh địa ma đạo tới cũng không phải là hạng thường. Diệp Húc từ xa xem chừng, chỉ thấy những kiện thuần dương vũ bảo lợn lờ trên không trung giống như những con quái vật lớn lơ lửng, tản ra uy lực cực lớn.
còn có vài vị đại vua tam thần cảnh trực tiếp tế nguyên thần lên, ẩn náu trong hư không, lúc ẩn, lúc hiện. Những người này chia làm bốn thế lực lớn, đối địch lẫn nhau, không hề qua lại. Đây là đại hội trừ ma sao? Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một phương thế lực trong đó có nhân số hơn trăm. Bên trong đám cường giả, 9 con giao long vần quanh. Bên trong cửu long, 2 cái đế phiên dựng thẳng, ở giữa có một chiếc hoàng đế bảo tọa. Người ngồi trên đó có long khí vần quanh thân, đỉnh đầu tử khí mù mịt, không thấy rõ khuôn mặt. Kẻ tớ là ai? Lý Huyền Tố và hai gã vu sĩ từ bên trong thế lực có 9 con rồng vần quanh kia bay ra, trầm giọng hét lớn. Chờ đến khi nhìn thấy Diệp Húc và Hiên Viên Quang, hắn không khỏi mừng rỡ. À, Tống huynh, Hiên Viên huynh cùng đến hay sao? Hay, có hai vị gia nhập liên minh, lần này Diệp Lão Ma không đường có thể trốn thoát được rồi. Hắn ta trực tiếp xem nhẹ Tống Cao Đức chân chính, cười nghênh đón đến, cực kỳ ân cần mà nói: "Hai vị, lần đại hội trừ ma này, ngay cả Thái tử Hỉ đại đường cũng đến đây, xuất lĩnh rất nhiều cường giả thiên sách phủ ta kìa." Diệp Húc dùng mình trong lòng, Thái tử Hỉ đại đường và Thái tử Sơ đại tần là nhân vật nổi danh, nhân kiệt đương thời, cũng là một tên đại vua tam thần cảnh xuất sắc, không phải Ngụy Hiên có thể so sánh bằng. "Người chính là Tống Cao Đức vang danh hiện nay sao?" Gã vô sĩ cùng tiến đến với Lý Huyền Tố, sắc mặt kiêu căng, lướt nhìn Diệp Húc một cái, đã thấy Diệp Húc kim quang hộ thể, thấy không rõ bộ mặt, không hài lòng mà nói: "Thái tử điện hạ chúng ta muốn gặp ngươi, Tống Cao Đức, theo chúng ta đi yết kiến thái tử." Một tên vô sĩ thiên sách phủ khác mỉm cười nói: "À, còn nữa, tản kim quang trên người ngươi đi, thái tử nhà ta không gặp kẻ không rõ thân phận." Hiên Viên Quang nhìn Diệp Húc, nhớ tới Diệp Húc từng nói, Hiên Viên gia chính là thiên đế thế gia, ở trước mặt bất cứ kẻ nào cũng không thể đánh mất đi uy phong của Hiên Viên gia, lập tức cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói: "Thái tử Hỉ là thân phận gì? Nếu hắn muốn gặp chúng ta, bảo hắn tự mình lại đây. Nó là Hiên Viên Quang ta đồng ý lời cầu kiến của hắn." Diệp Húc hơi gật đầu, tỏ ý lần này Hiên Viên Quang thể hiện không tệ. Hiên Viên Quang vui vẻ trong lòng cười nói: "Thái tử Hỉ muốn lôi kéo chúng ta sao? Vì sao không tự mình nghênh đón chứ? Như thế mới thể hiện được chiêu hiển đại sĩ. Ngông nghênh mà ngồi trên ngai vàng mời chúng ta qua bái, hay là hắn thật sự nghĩ hắn vinh quang trèo lên đại bảo trở thành đường hoàng rồi hay sao?" "Hiên Viên gia thì sao chứ, một thiên đế thế gia xuống dốc thôi, thân phận của tôn quý được như thái tử nhà ta không đây? Không ngờ dám bảo thái tử nhà ta đến gặp ngươi, giọng điệu không nhỏ." Một tên vu sĩ thiên sách phủ khác cũng cười lạnh nói: "Tống Cao Đức, thái tử Hỉ muốn gặp ngươi chẳng qua chỉ là vì tư chất ngươi không tệ, muốn dẫn ngươi một phen, cho ngươi trở thành kẻ bề trên, ngươi dám không coi trọng như vậy sao?" Tên vu sĩ thiên sách phủ kia sắc mặt khẽ biến, cười lạnh mà nói: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không là có thể cậy tài khinh người. Từ cổ đến nay, có vô số thiên tài chưa trưởng thành đã chết non, không thiếu một mình ngươi đâu." Sắc mặt của Lý Huyền Tố khẽ biến, vội vàng hòa giải cười nói: Mọi người đừng nóng giận, đừng nóng giận." Diệp Húc thản nhiên nói: "Lý huynh, không phải ta không để mặt huynh, mà là đồng bạn của ngươi thật khinh người quá đáng. Dám nói như thế trước mặt ta, lá gan các ngươi cũng không nhỏ. Quỳ xuống nhận tội đi, ta có thể tha cho các ngươi không chết." Hai gã vô sĩ thiên sách phủ kia vừa sợ vừa giận, một tên trong đó tức giận cười nói: "Sao, ngươi bảo chúng ta quỳ xuống ư? Quỳ xuống nhận tội với ngươi sao?" Cả còn lại điềm như nói: "Vô sĩ thiên sách phủ chúng ta, dù là gặp thái tử cũng không cần quỳ. Ngươi cho là ngươi là đường hoàng sao?" Diệp Húc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Các ngươi không quỳ sao? Ta tự nhiên có biện pháp cho các ngươi quỳ. Ngươi muốn chết sao?" Hai người kia liếc nhau cùng nổi giận, tế khởi hai món thuần dương chi bảo, cười lạnh mà nói: "Dám bảo chúng ta quỳ, chính là ngươi quỳ xuống nhận tội với chúng ta trước đi kìa." Hai người bọn họ đều là cao thủ dương thần kỳ, tế thuần dương chi bảo lên cũng không công kích, mà tản đi khí thế kinh thiên, chấn áp tới Diệp Húc, định chấn áp cả ba người Diệp Húc, ép cho phải quỳ rạp trên mặt đất. Cao thủ thiên sách phủ mà Thái tử Hỉ xuất lĩnh lần này, không có kẻ nào tu vi thấp hơn tam dương cảnh, đều là tuấn kiệt đại đường, nhất là hai người này, lại là cao thủ trong cao thủ thiên sách phủ, là thiên tài có hy vọng xông lên tam thần cảnh. "Các ngươi dám động thủ với ta sao? Các ngươi có biết các ngươi phạm vào di thiên đại tội không?" Diệp Húc khẽ động tâm niệm, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một chữ tội thật lớn, máu tươi đầm đìa, dường như vừa mới nhúng máu tươi viết xuống, tản ra vô tận uy nghiêm. Chữ này vừa ra, dường như viết ra hết tội ác trên thế gian này,
khiến cho mọi người nhìn thấy tội nghiệp của chính mình, cúi đầu sám hối. Hai gã vũ sĩ Thiên Sách Phủ nhìn thấy chữ tội này, hồn bay phách lạc, không kiên trì được chút nào mà bùm bùm một tiếng quỳ xuống, quỳ lại như máy. Ta nghiệp chứng nặng nề, ta nghiệp chứng nặng nề, nghiệp chứng nặng nề. Một người trong đó gào khóc, gằn lên từng tiếng mà sám hối. Lý Huyền Tố lại càng không chịu nổi, đã sớm quỳ rạp xuống đất, không ngừng khấu đầu, miệng nói ra những lỗi lầm mình đã phạm phải trong cuộc đời. Ở đằng xa, đám vũ sĩ canh giữ cửa vào Ân Khư đều rầm rầm quỳ xuống, quỳ lại hướng Diệp Húc. Tình cảnh lập tức trở nên đồ sộ, thậm chí cả chính con dao long trên Cửu Long Bảo Liễn của Thái Tử Hỷ cũng phục phục trên mặt đất, quỳ lại khấu đầu. Chín con dao long này tuy thực lực khủng mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là chân long. Diệp Húc vừa xuất ra chữ tội, lập tức áp chế chín con dao long này, làm cho bọn nó quỳ hết xuống. Chỉ còn lại đại vua Tam Thần Cảnh mới có thể chống lại được uy nghiêm của chữ tội này. Chữ tội này là khi Diệp Húc nhìn thấy tấm bia đá trên Ân Khư kia, từ trong quan tưởng ra vu pháp. Những kẻ khác nhìn thấy chữ tội trên bia đá, chỉ biết cho là mình có tội, tâm trí đều bị đánh nát, không thể không quỳ xuống sám hối tội nghiệp của bản thân. Tu vi thấp thì thậm chí tự sát tại chỗ, chết oan chết uổng. Mặc dù có là kẻ có tu vi cao hơn Diệp Húc đi chăng nữa, cũng liều mạng mà chống cự áp lực từ chữ tội trên tấm bia đá, không thể cảm nhận được tinh nghĩa của chữ này. Chỉ có Diệp Húc tu luyện công đức kim luân bảo luyện diệu quyết, tự thân lấy ác quả ngưng tụ thành công đức kim luân, chống cự lại tội nghiệp, mới có thể thưởng thức được diệu tự mà tiên đế lưu lại, cảm nhận được tinh nghĩa bên trong. Dù sao Diệp Húc cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt chữ tội trên bia đá. Nếu không, uy lực chữ tội sẽ càng mạnh hơn, thậm chí cả tâm trí đại vua Tam Thần Cảnh cũng có thể dao động. Nếu tu vi của hắn đạt tới Tam Dương Kỳ, nhìn thậm chí chữ tội này vừa mới ra, liền có thể khiến cho đám đại vua Tam Thần Cảnh kia quỳ xuống, cúi đầu nhận tội với hắn, bó tay đền tội. Đây là uy lực của chữ Thiên Đế lưu lại, vũ khí bất chiến mà khuất nhân, không giết mà làm cho người ta phải mất mạng. Diệp Húc nhìn mấy trăm tên vũ sĩ quỳ mọp dưới chân mình, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, dường như bản thân có thể nắm sống chết của hàng ngàn vạn người trong tay vậy, định tội cho bất cứ kẻ nào, một loại cảm giác nắm quyền bộc phát. Trong nháy mắt này, hắn dường như có thể nắm chắc được tâm tính của kẻ cấp Thiên Đế. Chữ tội này uy lực lớn không thể tin được, sau khi tiến vào Ân Khư rồi, ta nhất định phải cân nhắc, tốt nhất là chuyển tấm bia đá kia về, khi gặp phải kẻ thù trực tiếp lấy ra bia đá khiến kẻ thù nhận tội. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức hai người kinh hãi, chỉ dựa vào một chữ mà chấn áp được nhiều cao thủ như vậy, đây là loại bá đạo nào đây? Quả thực có thể nói là ma diễm ngập trời. Phải biết rằng nếu những người này cùng xông lên thì cho dù là đại vua Tam Thần Cảnh cũng sẽ bị bao phủ trong nháy mắt, trực tiếp đánh chết. Cho dù là Diệp Húc có tới khởi đệ nhất thần sát cũng sẽ bị đám người đó đánh cho thân thể vỡ nát, loạn pháp đánh chết, loạn bào đập chết. Mà hiện giờ tất cả những người này lại quỳ xuống bái lại xưng tội, quả thực làm cho người ta phải chấn động. Tống huynh quả nhiên không hổ là tuyệt thế kỳ tài, xếp hạng thứ 20 trên hư không bảng. Thật không ngờ có thể lĩnh ngộ được ảo nghĩa trên thiên tội bia trong Ân Khư này. Thái Tử Hỷ chậm rãi từ trên Cửu Long Bảo Liễn đứng dậy, thân hình hắn vừa động, dường như bầu trời cũng tăng cao lên vô tận. Trong nháy mắt, trời xanh như tăng lên mấy ngàn trượng vậy. Đây là khí thế của hắn, khí thế vô cùng hùng mạnh, tạo nên ảo giác, đất đai chìm xuống, bầu trời dâng lên. Dầm một tiếng, chữ tội của Diệp Húc khi hắn ta đứng lên đã phút chốc vỡ tan, hóa thành hư ảo. Thật mạnh, còn mạnh hơn Ngụy Hiên mấy chục lần. Đồng tử của Diệp Húc co rụt lại. Tên Thái Tử Hỷ này mạnh vô cùng, tuyệt đối là cường giả Tam Thần Cảnh, có thể sánh ngang đám người Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác. Loại cao thủ cấp độ này đã không còn có thể dựa vào một loại vu pháp hay một món vu bảo là có thể áp chế, phải có tu vi ngang với hắn thì mới có thể so đấu cùng hắn được. Chữ tội vừa vỡ, đám người quỳ mọp xuống đều đứng dậy, lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng tràn ngập lửa giận. Bất luận một ai vô duyên vô cớ bị kẻ khác bức cho quỳ xuống đất cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Huống chi bọn họ thân là nhân tài có thiên phú cực cao trong đám vũ sĩ, tâm tính bản thân cực kỳ cao ngạo, thậm chí bền vững. Hiện giờ Diệp Húc lấy ra một chữ tội liền đánh nát tất cả kiêu ngạo, tâm trí tôn nghiêm của họ, dẫm đạp một hồi, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Ồ, Thái Tử Hỷ thật không hổ là Thái Tử Đại Đường, nhân kiệt đương thời. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, sau lưng một tòa liên hoa bảo sơn đột nhiên xuất hiện, giống như một ngôi điện thờ, tản ra yêu hỏa rằng rạc, vô cùng thần bí.
Diệp Húc và Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức đi lên Bảo Sơn. Vẫn là Hiên Viên Quang ngồi lên chủ vị, ngồi xếp bằng trên ngai vàng. Diệp Húc và Tống Cao Đức đứng phía sau. Khuôn mặt Hiên Viên Quang trang nghiêm, sắc mặt Tống Cao Đức ngưng trọng, mà Diệp Húc thì toàn thân bao phủ bởi kim quang. Ở phía sau Liên Hoa Bảo Sơn hiện lên hai chữ to Hiên Viên. Cảnh tượng này vô cùng long trọng, hai chữ Hiên Viên xuất hiện đại diện cho tôn nghiêm của Thiên Đế Thế Gia. Tống Mỗ đã đầu nhập vào Hiên Viên Gia, hiện giờ là khách khanh của Hiên Viên Gia, phụ trách bảo vệ an nguy của thiếu chủ. Thái tử điện hạ, hậu ý của ngươi, Tống Mỗ tầm lĩnh. Diệp Húc mỉm cười nói: thật đáng tiếc, đường đường là một thế hệ tuấn kiệt lại bị Hiên Viên Gia đoạt trước một bước. Thái tử Hỉ thở dài, dường như cực kỳ tiếc hận, lại ngồi xuống, không có xuất đầu cho đám vũ sĩ Thiên Sách phủ dưới trướng, cười nói: nếu Tống huynh có thể đi theo Lý Mỗ, tương lai tất sẽ kiến công lập nghiệp, lập nên uy danh hiển hách, sử sách ghi danh. Hiên Viên Gia thật thống hách đến tận đây, lại dám khiến nhiều người quỳ xuống như vậy, thật là oai phong. Một thế lực lớn khác là thế lực Ma Đạo, Hạ Tùng Giang chính là kẻ đứng đầu thế lực này, hắn thản nhiên nói: khí thế của lão yếu hơn Thái tử Hỉ rất nhiều, nghe nói Diệp Húc định đi tới Ân Khư, liền độc thân tiến đến. Không ít vũ sĩ kiệt xuất trong Ma Đạo kết thành liên minh dày dạc với lão, đối kháng ba thế lực lớn khác. Hạ Tùng Giang tuy kém hơn Thái tử Hỉ vài phần, nhưng những vũ sĩ Ma Đạo khác lại hoàn mỹ hơn vũ sĩ Thiên Sách phủ rất nhiều, là các nhân vật tuấn kiệt trong các thánh địa Ma Đạo. Vừa rồi, đám vũ sĩ thấy chữ tội của Diệp Húc bị ép cho tâm trí sụp đổ, không thể không quỳ xuống. Số người quỳ xuống bên Hạ Tùng Giang ít nhất. Hiển nhiên, những người này gần như mỗi kẻ đều có tu vi thực lực rất giỏi. Chẳng qua đám người Hạ Tùng Giang cũng không có ý định xuất đầu thay cho đám vũ sĩ này. Hiên Viên Gia dù sao cũng là Thiên Đế Thế Gia, tuy nói Hiên Viên Gia đã xuống dốc, cũng không còn sự oai phong hùng dũng của Thiên Đế Gia ngày xưa nữa, nhưng vẫn không phải là nhỏ. Diệp Húc nhờ cái danh đầu nhập vào Hiên Viên Gia nên kẻ dám đến gây sự với hắn cũng không nhiều lắm. Người chính là Hiên Viên Quang, con trai của đương kim gia chủ Hiên Viên Gia hay sao? Bằng vào ngươi mà cũng muốn đại diện cho Hiên Viên Gia, chưa đủ tư cách đâu. Gia chủ tiếp nhiệm, kế nhiệm, kế tiếp của Hiên Viên Gia nhất định là vật trong tay công tử Vô Khuyết. Ngươi so với công tử Vô Khuyết, sách giày cho ngài ấy cũng không xứng. Lại có kẻ dẫn đầu một thế lực khẽ cười nói: hắn ta cũng là một gã đại vu tam thần cảnh, không biết là vị cao thủ trẻ tuổi trong thánh địa nào. Khí thế tuy không bằng Thái tử Hỉ, nhưng tu vi lại phi thường hùng hậu, so với Thái tử Hỉ chỉ có hơn chứ không kém. Dưới trướng của hắn đều là các cao thủ các phái chính đạo, là những nhân vật trước nay kiêu ngạo bất tuân, không ngờ lại tụ tập xung quanh hắn, lấy hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Sắc mặt của Hiên Viên Quang khẽ biến, Diệp Húc lại tò mò vạn phần, khẽ hỏi: Hiên Viên huynh, công tử Vô Khuyết là ai vậy? Hắn từng ở trên hư không bảng nhìn thấy tên của Hiên Viên Vô Khuyết, vốn tưởng là cường giả thế hệ trước của Hiên Viên gia, nhưng nghe ý của người này, Hiên Viên Vô Khuyết hẳn là cường giả trong lớp người trẻ tuổi. Hiên Viên Quang mặt mang chua xót, thấp giọng mà nói: hắn là con cả của đại bá ta, Hiên Viên Vô Khuyết hoàn mỹ không thiếu sót kìa. Hắn là thiên tài chân chính đấy, từ nhỏ liền luôn hơn ta một bậc rồi. Bất kể là vu pháp gì tới tay của hắn, học một lần sẽ biết ngay. Bất kể là tâm pháp gì, hắn đọc một lần liền hiểu rõ. Thậm chí vu báo và trong tay của hắn ta đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất kìa. Cao tầng trong tộc, thậm chí là cha ta đều ngầm đồng ý hắn là gia chủ đời tiếp theo. Hắn thật sự hoàn mỹ không chút thiếu sót, không thể tìm thấy một chút tì vết nào cả. Diệp Húc có thể cảm nhận được bi ai trong tâm của Hiên Viên Quang. Thân là con trai của gia chủ, tư chất Hiên Viên Quang cũng không kém, vốn là người có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ đời tiếp theo nhất, nhưng gặp phải nhân vật như Hiên Viên Vô Khuyết, hào quang của hắn liền bị che đi hoàn toàn. Chẳng bao lâu trước đó, chính mình khi ở Diệp Phủ Liễu Châu cũng không phải là một công tử Vô Khuyết trong lòng mọi người hay sao? Nhưng một cơn dị biến thình lình xảy ra, đẩy hắn từ trên thần đàn của công tử Vô Khuyết rơi xuống, làm cho huynh đệ phản bội, tranh đấu cực kỳ thảm thiết. Vô Khuyết rời khỏi nhà rất sớm, lịch luyện xông pha khắp nơi, những kẻ kết giao cùng với hắn đều là các cường giả trẻ tuổi, nổi tiếng của các đại thánh địa, là thiên tài có hy vọng chấp trưởng một thánh địa kìa. Trong lòng của Hiên Viên Quang không biết là cái tư vị gì, thấp giọng mà nói: người vừa đả kích ta là nhân kiệt của Thiên Nhân Tông, cường giả tam thân cảnh, một trong Thiên Nhân Tông tam kiệt, có quan hệ tốt nhất với Vô Khuyết. Ồ, thì ra là như vậy. Diệp Húc cũng nghiêm nghị, hắn cùng với nhân kiệt, nhân vật như Thái tử Hỉ vẫn là có một khoảng cách không nhỏ.
Những người này thành danh rất lâu, tích lũy hùng hậu, không phải là loại tân tú mới xuất hiện như hắn có thể chống lại được. Dù sao thì thời gian thành danh của Diệp Phúc quá ngắn, không đến 10 năm đã thành vu sĩ. Hắn tích lũy không thể sánh với những tên trùm đã có hơn 10, có khi là cả 100 năm. Ánh mắt của hắn quét tới thế lực lớn cuối cùng kia, chỉ thấy yêu khí ngút trời. Thế lực cuối đó cũng là đám cao thủ yêu tộc, đám Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, Yêu Sa Vương và bầy yêu của Kiềm Hải đều ở trong đó, xuất lĩnh một đám yêu binh, yêu tướng, bố trí từng trận thế. Đám lão yêu quái đó mặt mũi dữ tợn, dường như chẳng hề vừa mắt với ai cả. Lần trước đám Viên Thiên Công ăn khổ trong tay Diệp Húc, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định liên hợp. Lần này bọn chúng có chuẩn bị mà tới, lấy đại trận do yêu tử yêu tôn bày ra, ngăn cản thần quang trong mắt đệ nhất thần sát, sau đó các đại yêu vương ra tay giết chết Diệp Húc. Đây là đại hội trừ ma, mấy thế lực lớn đối phó với Diệp Húc. Tống Cao Đức lo sợ bất an trong lòng. Bốn thế lực lớn này mỗi một phe đều không phải là nhỏ, tuyệt đối có năng lực giết chết bọn họ. Nếu như Diệp Húc bại lộ thân phận, ba người bọn họ chắc chắn sẽ bị mọi người quần đầu tới chết. Diệp Húc tâm cũng trầm xuống. Nhiều cao thủ ở đây như vậy, cho dù hắn luyện hóa nguyên thần của Ngụy Hiên và nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn cũng không thể chống lại được. Nhưng có tên tuổi Hiên Viên gia ở đây, hơn nữa ta lại dùng tên giả của Tống Cao Đức, những người này hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không vạch trần diện mạo thực sự của ta được. Diệp Húc cũng hơi chấn tĩnh lại. Dư Nhân Kiệt của Thiên Nhân Tông thản nhiên lướt Hiên Viên Quang một cái, rồi khẽ cười nói: Hiên Viên Hiền Đệ, tuy ngươi không thể đại diện cho Hiên Viên gia, nhưng dù sao ngươi cũng là con trai của gia chủ Hiên Viên gia. Ta kính thân phận Hiên Viên gia chủ, ba người các ngươi có thể tạm coi như là thế lực lớn thứ năm của đại hội trừ ma hôm nay đi. Viên Thiên Công cười ha ha nói: Nhưng các ngươi cũng là thế lực yếu nhất. Hiên Viên Quang, ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào lão cha mới có địa vị bậc này ở trên đại hội trừ ma, cũng chẳng phải là do thực lực của ngươi. Hiên Viên Quang kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng rất là khó chịu. Hạ tiền bối, nghe nói ma đầu Diệp Thứ Bảo kia từng chém nguyên thần của ngài, hiện giờ ngài dựa vào nguyên thần cảm ứng có thể biết vị trí chuẩn xác của hắn ta hay không? Thái Tử Hỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời, mỉm cười nói: Hiện giờ cũng đã gần giữa trưa rồi, đến lúc đó kiểu sát âm phong yếu nhất, nếu như Diệp Thứ Bảo tới đây, hắn nhất định sẽ thừa đoạn thời gian đó phá cấm mà vào ân khư. Nếu hắn không đến, chúng ta chỉ có thể đợi thêm một ngày nữa thôi. Mong rằng hạ tiền bối nói ra vị trí chuẩn xác của ma đầu kia, miễn cho bọn ta vô duyên vô cớ chờ không ở chỗ này. Sắc mặt của Hạ Tùng Giang cũng không dễ nhìn, lão bị Diệp Húc chém nguyên thần côn minh vẫn coi là nỗi nhục lớn, không ngờ chuyện này lại lan truyền ra ngoài, khiến cho lão chẳng còn mặt mũi nào cả. Thằng nhóc kia chỉ e là đã gạt bỏ thần trí của ta ra khỏi nguyên thần, cắn nuốt mảnh vỡ nguyên thần của ta rồi, cả ta cũng không biết vị trí chuẩn xác của hắn ta. Hạ Tùng Giang rên lên một tiếng, gượng cười mà nói: Theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể cắn nuốt mảnh vỡ nguyên thần của ta được, trừ phi hắn tu luyện cấm pháp của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Sao? Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh ư? Dư Nhân Kiệt suy tư, ngẩng đầu nói: Trước đó không lâu, Khổng Chư Thánh đồ sát Lạc Phương Thành, không biết bao nhiêu anh tài trẻ tuổi chết đi, thậm chí cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Thánh Tông là Nguyên Thiệu cũng chết trong tay Khổng Chư Yêu Thánh. Tần Tiên Tử cũng suýt bị hắn chém chết. Nghe nói Khổng Chư Thánh tu luyện chính là Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, hay là Diệp Thiếu Bảo dùng tiên giả là Khổng Chiêu mượn tên tuổi Khổng Chiêu Yêu Thánh làm ác đây? Không, không thể là Diệp Thiếu Bảo làm. Thái Tử Hỷ trầm giọng nói: Ta đã nhận được tin, bảy đại thánh địa chính đạo lần này tổn thất nghiêm trọng, đều tự phái ra cường giả mạnh nhất trong đám trẻ tuổi. Phương Bất Thần, Nguyên Thủy Thánh Tông, Công Tử Vô Khuyết, Thiên Viên Thế Gia, Cơ Xương Canh Cư Gia, Lý Tông Sơn, Thiên Đạo Tông, Khổng Vương Khổng Gia, Phòng Thiếu Tổ, Hỗn Nguyên Đạo Tông, Đàm Phượng Sơn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Bảy đại cao thủ tam thần cảnh này cùng xuất động đuổi giết Khổng Chiêu. Ta lại nhận được tin, sáu vị đệ tử khác của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông đã đuổi tới cảnh nội Đại Hán, chuẩn bị tiếp ứng Khổng Chiêu Yêu Thánh. Nếu Diệp Húc dùng giá làm Khổng Chiêu làm ra các loại chuyện này, lục đại Yêu Thánh Nguyên Thủy Yêu Tông sẽ không đến. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, cười dài mà nói: Thái Tử Hỷ, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Ta cũng nhận được tin, lục đại Yêu Thánh Nguyên Thủy Yêu Tông và cường giả thất đại thánh địa đụng độ, Bạch Tây Yêu Thánh ở Ly Sơn ngăn cản Phương Bất Thần xảy ra một cuộc ác chiến, hơn trăm ngọn núi trên Ly Sơn đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hai người này đồng thời bị thương, Phương Bất Quần bị thương khá nặng, đã lui về Nguyên Thủy Thánh Tông rồi.
Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy các con chân long đang kéo một chiếc thuyền lớn từ xa đến. Những con chân long đó móc ngoặc lẫn nhau, khí thế to lớn, tạo thành một bức họa rồng lâm thiên hạ, cửu long kéo thuyền. Những long khí đó là chân long chân chính, không phải chín con giao long của Thái Tử Hỷ, khí thế còn kinh người, còn to lớn hơn cả Thái Tử Hỷ. Mà chiếc thuyền do chín con rồng kia kéo thì lại vô cùng hoa lệ, lộ ra một loại khí phách khủng vĩ, quân lâm thiên hạ. Thái tử Sơ Đại Tần ư? Sắc mặt của Thái Tử Hỷ khẽ biến, từ trên bảo tọa cửu long ngự niệm đứng dậy, sắc mặt không vui, trầm giọng nói. Diệp Húc trong lòng kích động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi mặc long bào đứng ở đầu thuyền, long hành hổ bộ, ưng nhãn lang cố, có vẻ cực kỳ bá đạo, trời sinh chính là bộ dáng kiêu hùng. Phía sau của hắn đứng hàng trăm tên vu sĩ, đều là cường giả tam thai cảnh, tam dương cảnh, tam thần cảnh, các loại khí thế phóng lên cao, hình thành từng cột khí ở trên không trung, thuần dương khí tràn ngập, làm cho con thuyền lớn kia giống như một mặt trời chói chang, tản ra sóng nhiệt vô cùng vô tận và túc sát khí. Đám người Triệu La Hưu, Triệu Du cũng ở trong số đó, thậm chí còn có hai gã đại vua tam thần cảnh của Mộ Dung thế gia Đại Tần, cường giả thế hệ trước, râu tóc trắng xóa. Cường giả trên con thuyền này có Long Vệ, người hầu của Thái tử Sơ, có cao thủ Mộ Dung gia, cũng có thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông như Triệu La Hưu. Thế lực này so với năm thế lực kia còn kinh người hơn nhiều. Đây là Thái tử Sơ, con cháu Thủy Hoàng đế ư? Chẳng hề giống bộ dáng tao nhã của Thủy Hoàng đế chút nào cả. Diệp Húc thầm nghĩ, Thủy Hoàng đế tuy là bá chủ hùng bá thiên hạ, nhưng khí phách ẩn bên trong cũng không lộ ra ngoài, thoạt nhìn chỉ là một văn nhân nhã sĩ, mà tướng mạo của Thái tử Sơ thì lại hống hách, khí phách một thân, chẳng những tướng mạo không có nửa phần tương tự Thủy Hoàng đế, mà khí vận cũng chẳng hề có chỗ nào giống. Thái tử Sơ cười ha ha, ma khí ngút trời nói, Nguyên Nương Nghiêu Thánh ở Hàm Giang khiêu chiến với Cơ Xương Canh, hai người giao thủ, mặt đất bắn tung tóe, Hàm Giang ngừng cháy, Cơ Xương Canh tử khí mấy trăm dặm, có thể nói là đồ số, đánh thương Nguyên Nương Nghiêu Thánh, truy kích mấy vạn dặm, thề phải lấy đầu Nguyên Nương Nghiêu Thánh. Hiền Viên Vô Khuyết ở Thương Thủy gặp Tê Thánh Mạc Tiếu Thiên, một kiếm chặt đứt đầu Tê Thánh. Tê Thánh được Đại sư huynh Yêu Tông Thất Thánh cứu đi. Mấy tin này Thái tử Hỷ chỉ e rằng ngươi cũng không biết rồi. Sắc mặt của Thái tử Hỷ lại trầm xuống. Thái tử Sơ nói ra loại tin tức long trời lở đất này đơn giản chỉ là biểu hiện tin tức hắn linh thông hơn hẳn mình. Hơn nữa Thái tử Sơ hùng hồ mà đến, vô hình liền chèn ép khí thế của hắn xuống, khiến khí diễm của Thái tử Sơ nhất thời vô lượng. Tiểu tớ, ta cảm nhận được khí tức của Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân của ta, còn có Đô Thiên Thập Nhị thần sát. Trong ngọc lâu của Diệp Húc, luồng tinh hồn của Thủy Hoàng đế đột nhiên từ trong tông chủ kim bài sứt mẻ hiện ra, trầm giọng mà nói, trừ ngươi ra còn có kẻ tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sát của ta. Trong ngọc lâu, Hiên Viên Như Nguyệt bị sự xuất hiện đột ngột của Thủy Hoàng đế làm cho hoảng sợ, tò mò đánh giá tinh hồn của Thủy Hoàng đế, sau đó thò một ngón tay thật cẩn thận chọc lên người của Thủy Hoàng đế một cái, phát hiện ngón tay mình lại xuyên qua cơ thể ông ta, không khỏi cười khanh khách không ngừng. Thú vị, thật là thú vị, Tiếu Bảo Qua Ca, trong kim bài của ngươi không ngờ lại cất một cái đồ chơi thú vị như vậy, hắn là quỷ trong truyền thuyết hay sao? Tiểu nha đầu, đừng có chọc loạn, tuy rằng không đau thế nhưng lòng ta rất không thích cả. Thủy Hoàng đế quay đầu lại, tức giận khiển trách một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung, trầm giọng nói, tiểu tử thối, đi ra, thời gian của ta không còn nhiều, nói cho ta biết đi, là cái nào trộm đi Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân của ta, tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sắt của ta. Diệp Húc phân ra một luồng ý niệm hóa thành bản thể của mình, giáng lâm vào trong ngọc lâu, bất đắc dĩ mà nói, tiền bối, con cháu đời sau của ngài đến đây, hắn ta là con cháu hoàng thất đương kim thái tử Đại Tần, đương nhiên có thể tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sắt, sử dụng thập nhị đồng nhân. Thế nhưng mà bằng thực lực hiện tại của ngài, chỉ sợ là không thể triệu tập bản thể Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân lại đây được, chỉ có thể triệu tập ra ảo ảnh đồng nhân mà thôi. Diệp Húc không đành lòng giấu giếm, nhanh chóng nói qua một lần công tích vĩ đại cả đời của Thủy Hoàng đế. Sắc mặt Thủy Hoàng đế hiện lên dị sắc, cười nói, Ta lại thành lập Đại Tần ư? Nhưng mà ta đúng là gỗ mục mà, lại không thể trở thành vua hoàng nhất thống thiên hạ, quá là vô dụng rồi. Xem ra trận chiến với hạng tông chủ đã khiến nguyên khí của ta đại thương. Tiểu tử, người dẫn ta ra ngoài, ta muốn tận mắt nhìn thấy con cháu hậu đại của ta. Diệp Phúc nhanh chóng lấy kim bài ra, chiếu hướng lâu thuyền của Thái tử Sơ, nhoáng một cái liền thu hồi kim bài. Khốn kiếp,
Thủy Hoàng Đế cả giận nói: "Người lắc nhanh thế làm sao ta có thể nhìn rõ được đây? Tiểu tử thối, ngươi buông tinh thần, mở tự phù ra, ta muốn mượn cơ thể của ngươi nhìn một cái kìa." Diệp Phúc bất đắc dĩ mở ra tự phù, luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế này chui vào trong tự phù của hắn, đánh giá ở khắp nơi. Chỉ thấy tự phù của Diệp Phúc vô cùng rộng lớn, trùng trùng điệp điệp như thiên cung, không khỏi tán thưởng một phen, lập tức mượn dùng đôi mắt của Diệp Phúc nhìn ra phía bên ngoài, cười cười nói: "Là kẻ nào? Là kẻ nào là con cháu hậu đại của ta vậy?" Diệp Phúc nói vị trí và tướng mạo của Thái tử Sơ cho hắn. Thủy Hoàng Đế cẩn thận quan sát một hồi, trầm mặc một lúc lâu, nghi hoặc mà hỏi: "Người có nhận sai không vậy?" Diệp Phúc buồn bực nói: "Hắn ta đúng là Thái tử Sơ, bậc khí phách này, chân long chi tướng này, không người nào có thể bắt chước được." "Huyết mạch Đông Lê của ta là huyết mạch huyết thống rất đặc biệt, bên trong thân thể có một loại hơi thở độc đáo. Tên người trẻ tuổi này mà ngươi vừa nói, căn bản là không có hơi thở huyết mạch Đông Lê." Thủy Hoàng Đế đột nhiên nổi giận, ở trong tử phủ của hắn điên cuồng, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không phải con cháu hậu bối của ta. Tần Hoàng trong Hoàng Cung Đại Tần chắc chắn cũng không phải là con cháu của ta. Là ai, rốt cuộc là ai đã lấy đi đế quốc của ta, chiếm lấy thân thể của ta, cướp lấy thần khí trấn quốc của ta? Ta muốn giết hắn, muốn giết hắn. Diệp Phúc ngơ ngác nhìn hắn ta nổi giận ở trong tử phủ của mình, ngẩng đầu nhìn Thái tử Sơ một cái, trong lòng buồn bực vạn phần. Nếu Thái tử Sơ không phải con cháu hậu đại của Thủy Hoàng Đế, đương kim Tần Hoàng cũng không phải huyết mạch của Thủy Hoàng Đế, như vậy đến tuột cùng là ai lấy đi quốc khí quốc vận của Đại Tần? Ai lên làm đương kim Tần Hoàng đây? Tiểu tử thối, ta truyền thụ cho ngươi pháp môn chân chính, triệu tập thập nhị đồng nhân, triệu tập hết thảy cả đô thiên thập nhị đồng nhân của ta lại đây, nghiền chết tiểu tử kia. Thủy Hoàng Đế nổi giận, giết gà mà nói: Nghiền chết nó, ta muốn rút thuần phách trí nhớ của nó ra, nhìn xem đến tận cùng là ai chiếm lấy tất cả của ta kìa. Tiền bối, ta còn chưa tu luyện đến tam thần cảnh, không thể triệu tập được vu bảo cấp cấm bảo đâu. Diệp Phúc bất đắc dĩ nói: Hơn nữa trước đây ông truyền thụ pháp môn đô thiên thập nhị đồng nhân cho ta lại không phải là pháp môn chân chính, ông cũng quá không phúc hậu rồi. Đánh cắp một hoàng triều, từ quốc vận hoàng vị đến trọng khí quốc gia, thậm chí đem hoàng vị chuyển cho con cháu của mình, danh tác lớn như thế, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Người làm ra chuyện này nhất định là một ma đầu có tâm cơ vô cùng thâm trầm rồi. Diệp Phúc nhíu mày thật sâu. Thủy Hoàng Đế trong khi nổi giận đã truyền thụ đầy đủ pháp môn triệu hoán thập nhị đồng nhân cho hắn, đồng thời bắt hắn phải đồng ý giúp ông ta điều tra cho rõ đến tận cùng là ai đánh cắp đế quốc của ông ta. Đây là một vấn đề khó khăn. Nếu như Diệp Phúc có được tu vi như Ứng Tông Đạo thì chuyện điều tra này đơn giản, chỉ cần trực tiếp xông vào hoàng cung chính diện hỏi đương kim Tần Hoàng là được. Đáng tiếc hiện giờ Diệp Phúc chỉ là vu sĩ tam thai cảnh, còn chưa có năng lực như Ứng Tông Đạo. Tiểu tử, người giúp ta bắt tên thái tử mạo danh này trước, ta muốn rút hồn phách thần thức trí nhớ của hắn, siêu thiên triệt địa đào tổ tông 18 đời hắn ra, nhìn xem đến cuối cùng là ai dám cả gan làm loạn như vậy. Thủy Hoàng Đế hung tợn nói. Diệp Phúc trầm giọng lên tiếng: Tiền bối, tu vi của Thái tử Sơ cao hơn ta, tu luyện cũng là đô thiên thập nhị thần sát, tu vi của hắn ta đủ để triệu tập ảo ảnh của đô thiên thập nhị đồng nhân giáng xuống, hiện tại thì tu vi của ta còn không thể triệu tập hư ảnh 12 đồng nhân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta không thể ở bên ngoài quá lâu, tiểu tử, ngươi đừng quên lời hứa với ta, mau chóng nghiền chết hắn. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế này lại chui vào bên trong kim bài, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phúc thở dài, triệu tập ảo ảnh cấm bảo cũng không phải là một loại chuyện đơn giản, ít nhất cần phải có tu vi tam thần cảnh mới có thể làm được. Hơn nữa, không phải bất cứ một tên đại vu tam thần cảnh nào cũng có năng lực triệu tập được ảo ảnh cấm bảo. Lúc trước ở bên trong cổ Côn Luân Thánh Địa, Hoàng Tuyền Ma Tông vì triệu tập ảo ảnh Luân Hồi Tiên Bàn đã phải cần đến nước chừng hơn 30 vị đại vu tam thần cảnh đồng loạt ra tay, khó khăn lắm mới thành công được. Mà ở hải ngoại tiên các, Hạ Tùng Giang vì ngăn cản thần quang trong mắt đệ nhất thần sát đã triệu tập ra ảo ảnh thiên đỉnh của Hạ gia. Chẳng qua đó là do Hạ Tùng Giang có được cửu đại nguyên thần, tu vi ước chừng hơn 9 lần loại đại vu như Ngụy Hiên. Hơn nữa, hư ảnh cấm bảo lão triệu tập cũng không thể kéo dài, chỉ ngắn ngủi một chớp mắt. Nếu không lần đó kẻ phải bỏ chạy trốn chết không phải là lão nữa mà là Diệp Húc. Huống hồ thiên đỉnh chân chính của Hạ gia đã sớm mất, ảo ảnh mà Hạ Tùng Giang triệu tập chỉ là thứ phòng chế mà Hạ gia rèn lại sau đó. Đủ để thấy được triệu tập ảo ảnh cấm bảo khó khăn biết bao nhiêu.
Chấn quốc chi khí của Đại Tần, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân tuy không phải là cấm bảo hoàn chỉnh, nhưng không có tu vi tam thần cảnh thì đừng mơ tưởng triệu tập được cao ảnh của Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ra. Cho dù có là Thái Tử Sơ cũng không có khả năng có đủ tu vi để một hơi liền triệu tập toàn bộ ảo ảnh của 12 cái Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ra. Lấy tu vi vô cùng tâm hậu của hắn ta kia, nhiều nhất cũng chỉ triệu tập ra được 7-8 tòa ảo ảnh Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân mà thôi. Diệp Phúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thầm nhủ: nếu như luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên và luyện nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn, có hai đại nguyên thần này, ta đích xác có thể triệu tập ra ảo ảnh Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ra tác chiến, nhưng nhiều nhất có thể triệu tập được 2 cái ảo ảnh đồng nhân mà thôi. Ý niệm của hắn thăm dò vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy đám người Phượng Yên Nhu và Hùng Bi vẫn quay chung quanh đại đỉnh như trước, đỉnh đầu khói trắng bốc lên. Tới thời điểm mấu chốt luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa bỏ thần trí của Ngụy Hiên. Chỉ cần Phượng Yên Nhu xóa đi được thần trí trong nguyên thần Ngụy Hiên, hắn liền có thể đem nguyên thần Ngụy Hiên luyện nhập đệ nhất thần sát, biến thành nguyên thần thứ hai của mình, thúc giục nguyên thần thứ hai. Hắn là có thể triệu tập ảo ảnh một tòa Đô Thiên Đồng Nhân. Nhưng dù có được nguyên thần của Ngụy Hiên cưỡng ép triệu tập Đô Thiên Đồng Nhân, vẫn sẽ làm hao tổn cực lớn tu vi của nguyên thần thứ hai. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tử Sơ, chỉ thấy ở trong khoảng thời gian này, đám cao thủ hoàng thất Đại Tần điều khiển thuyền lớn ầm ầm bay đến, chen vào giữa các thế lực, thậm chí cả bọn người Viên Thiên Công, Hạ Tùng Giang không thể không nhường bước xuất ra một chỗ cho chiếc thuyền lớn này. Sắp tới trưa rồi, Diệp Thiếu Bảo lại vẫn chưa đến, thật là làm cho người ta thất vọng mà. Dư Nhân Kiệt cười nói. Bên trên cự hạm, Triệu La Hưu nhìn mọi người, cười ha ha nói: Các vị, các ngươi chắc còn chưa biết, chuyện Diệp Thiếu Bảo bị thương nặng chính là do tại hạ thả ra. Thái tử nhà ta nhận được tin này, lập tức trợ giúp, dùng nhân lực vật lực truyền tin tức khắp chính ma yêu ba đạo. Hắn ta đắc ý rào rạt cười nói: Các vị có thể đến được chỗ này, tất cả đều là công lao của Triều Mỗ và Thái tử. Đầu của Diệp Húc, Thái tử nhà ta tất sẽ lấy được. Thái tử Sơ đứng ở đầu thuyền, thản nhiên lướt mọi người một cái, nghiêm nhiên coi chính mình trở thành người đứng đầu quần hùng. Hắn mỉm cười nói: Cô gia từng nghe nói Diệp Thiếu Bảo, kẻ này giả dối như hồ, mưu ma trước quỷ, khó đảm bảo là lúc này hắn đã lẩn vào trong số chúng ta rồi. Chờ khi buổi trưa vừa đến, liền xông vào ân khư. Các vị ở đây đều là những nhân vật có uy tín danh dự, hắn không phải là Diệp Thiếu Bảo. Hắn tự xưng là cô gia, khí thế, khí phách còn hơn cả Thái tử Hỉ. Dừng lại một chút, hắn mỉm cười nói tiếp: Chỉ có một người giấu đầu rút đuôi, không cho người ta nhìn đến diện mạo thật của hắn thôi. Thái tử Hỉ, Dư Nhân Kiệt, Hạ Tùng Giang, Viên Thiên Công nghe thấy, thân hình chấn động, đồng loạt nhìn về hướng Diệp Húc. Thái tử Sơ mỉm cười nói: Người chính là Tống Cao Đức Cư, ta từng nghe qua chuyện của ngươi. Thành Lạc Vương một bàn tay chấn áp hai vị cao thủ Dương Thần Kỳ, Tô Mạch Phong, Hoàng Khai Phục. Một trận chiến ngoài thành bức lui Khổng Chiêu Yêu Thánh. Trong ngư không kính, Hiên Viên Gia phóng ra dị thái. Thiên tài Tuấn Kiệt xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không. Nhưng theo những gì ta được biết, chưa từng có ai gặp qua diện mạo thực của ngươi cả. Dư Nhân Kiệt bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc đang đứng trên Liên Hoa Bảo Sơn, thản nhiên nói: Tống huynh, mời ngươi tán đi kim quang để chúng ta nhìn thấy mặt mày. Tống huynh hẳn là không phải Diệp Thiếu Bảo, Hiên Viên Gia chính là thiên đế thế gia chính đạo, sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với ma đầu xú danh Diệp Thiếu Bảo được. Thái tử Hỉ cười nói: Thế nhưng là để đảm bảo, còn mong Tống huynh tản đi kim quang để chúng ta xóa đi nghi ngờ trong lòng. Tiểu tử, ngươi không tản đi kim quang che mặt, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự mình động thủ hay sao? Yêu Sa Vương nhe răng cười gằn nói. Ông một tiếng, sau lưng của Hạ Tùng Giang hiện ra cửu đại nguyên thần, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện. Chỉ cần Diệp Húc có chút di động, sẽ tùy thời phát động công kích, không để cho Diệp Húc bất cứ cơ hội gì. Diệp Húc khẽ cười nói: Các vị, nghe các người nói Diệp Thiếu Bảo bản thân bị trọng thương, tiến vào ân khư tìm kiếm linh đan của Thương Hoàng trị liệu thương thế. Việc này có vị hoàng thất Đại Tần này làm chứng, hẳn là sẽ không sai phải không? Hắn hừ lạnh một tiếng, cười lạnh mà nói: Diệp Thiếu Bảo bản thân bị trọng thương, sao có thể ở Lạc Vương Thành dùng một bàn tay chấn áp Tô Mạch Phong hoặc Khai Phục, một trưởng bức lui Yến Trắc Nhiên được? Ta ở ngoài thành Lạc Vương ác chiến với Khổng Chiêu Yêu Thánh, thậm chí đánh cho hắn ta bị thương, bức hắn phải rút lui. Trong Hiên Viên Gia, ta vượt qua 31 cảnh giới nhỏ, khiêu chiến vượt cấp, khai thông cửa thứ 10. Cái loại chuyện này một tên Diệp Thiếu Bảo đang trọng thương có thể làm được hay sao? Mọi người nao nao cẩn thận suy nghĩ. Tên Tống Cao Đức trước mắt này
từ khi xuất đạo tới nay nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dựa vào nắm đấm mà hiển hách quy danh. Thầm nghĩ, trong trận quyết chiến với Ngụy Hiên, Diệp Thiếu Bảo đã bị thương nặng, lúc này dưỡng thương còn không kịp, sao có được chiến lực như vậy chứ? Tống Cao Đức quả thật không thể nào là Diệp Thiếu Bảo, Diệp Húc được. Thái tử Sơ nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mọi người dường như là đánh mất nghi ngờ với Diệp Húc, lập tức cười lạnh một tiếng, khí thế lăng nhân, thản nhiên mà nói: Tống Cao Đức, cô ra mặc kệ ngươi có phải Diệp Thiếu Bảo hay không, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng phải tán đi kim quang, để cô ra thấy diện mạo thật sự của ngươi một lần. Diệp Húc nổi giận trong lòng, đồng thời thất kinh. Triệu Thái Sơ, thái tử Đại Tần quả là hạng người không tầm thường, kẻ này o ép người khác làm việc cẩn thận, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không để lại cho người ta chút đường sống nào. So với thái tử Hỷ, Đại Đường còn khó chơi hơn. Thái tử Hỷ có một loại khí chất quân nhân, mà thái tử Sơ lại bá đạo vô cùng, hoành hành ngang ngược, trời sinh chính là bạo quân. Thái tử Sơ, người đây là cố ý đắc tội ta sao? Trong giọng nói của Diệp Húc không có một chút nào động tĩnh, nhưng ai nghe cũng có thể thấy được sự phẫn nộ trong nội tâm của hắn. Thái tử Sơ khẽ mỉm cười, hắn cực kỳ tự phụ, điềm nhiên nói: Đắc tội ngươi sao? Tống Cao Đức, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ngươi không tán đi kim quang chính là đắc tội với cô gia, đắc tội với toàn bộ Đại Tần. Ngươi là tạp chủng. Diệp Húc không mặn không nhạt mà nói. Thái tử Sơ nao nao, dường như đang hoài nghi lời mình vừa nghe, thất thanh liền nói: Ngươi nói cái gì? Diệp Húc hạ giọng nói: Ta nói ngươi là tạp chủng, ngươi không nghe rõ hay sao? Thái tử Sơ đứng tại chỗ, tức giận đến tay chân phát run, kiêu ngạo lúc trước, khí phách lúc trước, thô bạo lúc trước dường như bị những lời này đánh bay, đập cho đầu óc hắn mê muội. Từ khi hắn xuất thế tới nay, đều được người phụng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận mà che chở. E sợ hắn té ngã, e sợ hắn bỏng, ai gặp hắn cũng lo sợ nơm nớp, thật cẩn thận, cười mà lấy lòng. Dù là đại thần văn võ trong triều Đại Tần cũng không thể không khung núm, cung kính gọi hắn một tiếng thái tử. Hắn là một trong những vũ sĩ trẻ tuổi tuấn kiệt đương thời, rất sớm liền thành đại vu, thiên tư tung hoành, được Tần Hoàng thân phong là thái tử, triều thần quy lạy. Tương lai Tần Hoàng băng hà, hắn chính là Tần Hoàng tiếp theo, địa vị tôn quý cỡ nào đây? Dù là các thánh địa trong lãnh thổ Đại Tần cũng phải nghe theo chiếu lệnh của hắn. Mà hiện giờ, không ngờ hắn lại bị người ở ngay trước mặt gọi là tạp chủng, hơn nữa còn mắng đến 2 lần. Cái này quả thực so với ở ngay trước mặt mọi người tát cho hắn liên tục 300 cái, còn khiến cho hắn có thể dễ chịu hơn. Dưới trướng Dư Nhân Kiệt, một nữ vũ sĩ Thiên Nhân Tông không nhịn nổi bật cười ra tiếng. Những vũ sĩ khác mặt cũng hiện ý cười, chỉ là cố nín nhịn, không dám cười ra tiếng. Gương mặt của Thái tử Sơ dữ tợn, hắn đưa tay chụp tới, nắm lấy cổ thiếu nữ kia, một tiếng róc vang lên, vặn gãy cổ cô ta, lại duỗi tay đập mạnh một cái, đánh cho thi thể thiếu nữ kia nát thành bánh thịt. Bên trong lòng bàn tay của hắn toát ra ma hỏa đen, khét một tiếng, đốt máu thịt trong tay thành tro tàn. Hắn ở ngay trước mặt Dư Nhân Kiệt giết nữ đệ tử Thiên Nhân Tông, sư muội của Dư Nhân Kiệt, có thể nói là không kiêng nể chút nào, một chút mặt mũi cũng không để lại cho Dư Nhân Kiệt và Thiên Nhân Tông. Dư Nhân Kiệt và Thiên Nhân Tông cùng các cao thủ các phái chính đạo mặt mang vẻ tức giận, cố kiềm chế xuống. Mọi người đừng có vọng động, thế lực Thái tử Hỷ thật sự rất khổng lồ, hiện giờ rất nhiều cao thủ thánh địa Đại Hán đều đang đuổi giết Yêu Tông Thất Thánh, khiến cho bên trong các cao thủ cấp bậc như ta chỉ có một mình ta tiến đến Ân Khư, phe chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của Thái tử Sơ. Dư Nhân Kiệt nén giận, trầm giọng mà nói: Tống Cao Đức, kẻ này thật to gan lớn mật, cả Thái tử Sơ cũng dám mắng chửi. Viên Thiên Công và đám Yêu Vương Kiềm Hải liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng cũng tốt, Diệp Thiếu Bảo không tới để xem cuộc tranh đấu giữa Thái tử Sơ và Hiên Viên Gia trước vậy. Tốt nhất là bọn chúng lưỡng bại câu thương, để chúng ta người ông đắc lợi kìa. Những người khác hiển nhiên cũng có tính toán như vậy. Tọa sơn quan hổ đấu, ở trong tình thế không rõ, bọn họ rất vui vẻ khi nhìn đám người Diệp Húc đối nghịch với Thái tử Sơ. Đây đồng thời cũng là mưu kế của Diệp Húc. Nếu hắn tán đi kim quang, lộ ra diện mạo, chắc chắn sẽ bị năm thế lực vây công, không có bất cứ đường sống nào. Nhưng hắn mắng Thái tử Sơ là tạp chủng, chủ động đưa chính mình đối lập với Thái tử Sơ, chỉ phải đối mặt với thế lực phía Thái tử Sơ mà không phải đối mặt với các thế lực vây công, bởi vậy còn có một con đường sống. Vẻ mặt Thái tử Sơ lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Húc, thanh âm như cú, hắn lên tiếng nói: Tống Cao Đức, người nói thêm câu nữa xem. Thái tử Sơ, người ta chỉ ngươi là tạp chủng, không ngờ ngươi lại thích nghe sao?
Đột nhiên một thanh âm vô cùng kiêu ngạo truyền đến, chỉ thấy một bóng dáng nhanh như tia chớp hiện lên trên đỉnh đầu mọi người, bay vào trong ân khư. Đã đến giữa trưa rồi, Diệp Thứ Bảo lão ma đầu kia cuối cùng cũng đến. Mọi người chấn động tinh thần, cùng hô lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.